với em cỡ phòng này. Cảm ơn con nha. Ờ, tới giờ con phải đi làm rồi. Thôi con đi đi, để không thôi trễ đó. Dạ. Anh đi nha em gái. Dạ. Mẹ. Cái gì đâu mà nhà trên thành phố mà cái phòng con chút xíu vậy? Con đã vậy cái máy lạnh có làm chi mà không chịu mở nữa. Thôi, biết mình đi lên đây mà. Bộ sợ tốn tiền điện hả? Sao mà trùm sò quá vậy? An hả? Còn thua. Thôi đi, từ nãy tới giờ mà thấy mắc cỡ gì con lắm rồi đó. Con có nói gì sai đâu. Nè, mẹ nhìn đi. Cái màn cửa nè, rồi cái ga nệm nè, gối nè, có cái gì đồng bộ với nhau đâu. Thêm cái màu nữa, sến xuống gớt. Em có cần á chị thuê nguyên cái khách sạn 5 sao cho em ở không em? Không cần. Nhưng mà em có ý này. Nè, hay là chị dẫn em qua phòng chị đi. Biết đâu em thích phòng chị hơn thì sao? Mình đổi. Em nói gì? Thì em nói như vậy đó. Em dám nói với chị vậy hả? Em thì là quá đáng mà. An Hà à, thôi đi. Chị nói vậy là sao? Mẹ nói cũng có nghe không hả? Chuyện gì mà ồn ào hết trơn vậy? Mình lên đó coi sao. Nè, tôi nói cho chị biết nha, chị là chị họ của tôi, nhưng mà chị nhỏ tuổi hơn tôi đó, nên là đừng có muốn nói gì thì nói nha. Ủa, chứ chị nói không đúng hả? Em mới bước vô phòng người ta em xỉa xói tùm lum. Trời ơi, làm người phải biết điều chứ em. Tôi nói có gì sai đâu. Thôi đủ rồi. Làm cái gì mà hai đứa ôm sòm vậy? An Nhi, con không nghe ba hỏi hả? Ba, An Hạ vô phòng mình chơi tùm lum mà, đã vậy còn đòi đổi phòng với con nữa. Em An Hạ có như thế nào thì cũng còn cô ba đây. Ai dạy con cái thói vô lễ như vậy hả? Đi về phòng kiểm điểm lại hành động của mình cho ba. Thôi đi con, đi về phòng đi. Nhỏ này thiệt tình. Khán giả tại Hà Nội có thể xem truyền hình Vĩnh Long 1 trên hệ thống cáp analog của VTV cáp tại vị trí kênh số 8. Đặc biệt, khán giả cả nước có thể xem truyền hình Vĩnh Long HD độ nét cao trên VTV cáp, SCTV, HTVC, truyền hình số mặt đất và truyền hình số vệ tinh.